Chú thì nói về riêng chú ấy thì chú chỉ được cái là chú hay bị mất tiền lắm, bởi vì chú thật thà, hay bị lừa tiền cũng vài ba triệu là thường thường. Nhưng mà cho nên thật thà, hay là cũng không năng động, cho nên là cũng tìm một người nào nó cũng, những người nào mà giỏi giang ấy, làm ăn được ấy, thì họ không chấp nhận mình. Ngày xưa chú là chú về hưu chú là bên quân đội hay lâu? Không, chú bên dân sự chứ, chú bên dân sự chứ không phải Bên, bên quân bên đội. dân sự thôi À, hả? bên dân sự thôi. Nhưng mà tìm những người nào mà họ cũng chỉ tầm tầm như mình thôi, tức là người ta về mình là mình không làm, không gánh nặng cho mình, thì mình cũng không đủ khả năng nuôi người ta, mà người ta cũng không cần người ta nuôi mình. Dạ, lời đầu tiên mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe. Xin Dạ, chương trình chào chú. tôi là Vũ Mạnh Hoàng, sinh năm 1958 ở quận 12 Hồ Chí Minh, thì cũng xin gửi lời chào đến mảnh ghép yêu thương, đồng thời gửi đến cộng đồng mạng, trên mạng mọi người lời chào sức khỏe và lời chúc may mắn. Dạ. Chú Hoàng. Chú Hoàng, Vũ Mạnh Chú Hoàng, Hoàng sinh năm mấy chú? sinh năm 1958, 58. năm À, 58 là 67 tuổi. 65, 58 66, 65 tuổi. 65. Dạ 65, xin lỗi chú Hoàng chú Hoàng năm Sinh năm 1958. 58 65 tuổi. Chú đến từ Quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Rồi hiện nay tình trạng hôn nhân của chú Hoàng như thế Chú nào chú? là vợ chú mất 8 năm rồi. Mất 8 năm. Dạ. Trước khi cô mất cô chú có được mấy người con? Chú được hai đứa. Hai đứa. Hôm nay năm nay là hơn 30 tuổi cả rồi. Dạ. Thì trước đấy khoảng 3 năm trước là tức là cô mất khoảng 3 năm thì chú không nghĩ gì cả. Tức là mình nghĩ bây giờ là con nó cũng lớn rồi thì mình vậy thôi, nhưng mà sau cái sự cố mà tức là chú với thằng con trai là bất hòa, đại khái là nó không không hợp nhau, nói là không hợp nhau. Thì là cái hôm ấy chú đi 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 nó bị ngã xe, tức là cái xe nó cái hai thanh niên nó đi, nó nói chuyện với nhau rồi nó đèo cái bao to quá, nó gạt mình ngã, thì tức là không gãy xương đâu, nhưng mà về cũng phải đắp thuốc, mà nó không 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 nói năng gì đến mình cả, hiểu không? Đắp thuốc các thứ, cho nên là nó không hỏi thăm gì cả. Mình thấy nó đấy là mới chưa nặng lắm mà đã vậy, thì cho nên mới đi tìm thì cũng 5 năm nay đã đi tìm, nhưng mà trên Có mạng nghĩa nữa. là cái người con lớn của chú hay sao? Đứa thứ hai, con trai Con trai đứa thứ hai. thì nó Đứa không thứ hai hợp. là ý là cái người lớn, con lớn nhất hay là cái đứa, người đứa thứ kế? hai đứa thứ nhất là con gái, thì nó À, nói chuyện là con trai đó hả? cũng thì nó không hợp, Nó không hợp, nó không ngó tới chú. nó không nói chuyện gì cả, nên nó không, mình bị ngã lắp thuốc mà nó không hỏi han, thì cho nên là cũng cũng cũng, cũng. Sau đấy là khoảng 5 năm gần đây mới đi tìm, nhưng tìm trên mạng thì nó trời ơi đất hỡi lắm, trời ơi Rồi nó cô mất mấy năm nay rồi giờ chú cũng có đi tìm. đi Chú tìm đi tìm trên tìm mạng mà ấy. có được người nào Không, trời ơi, chưa biết, có khi còn chưa biết bản nhau mà Zalo đã nhất đấy, À, chỉ này là mình liên hệ qua Zalo điện thoại ha. Zalo với điện thoại cái thứ này, toàn những người người thì chưa ly dị này, nhớ không, chưa xong, người thì là con học xong đại học cái đã này, rồi người thì em đang nợ 600 triệu, mới toàn những cái tên hồn, cho Thì nên đó không thì tin được, trên mạng không tin được. bởi vậy thường thường các cô chú á điện thoại đến chương trình á là hỏi có quay Zalo hay không, hay là cho xin số điện thoại để kết nối qua Zalo, toàn bộ là chương trình sẽ không cho chú, tại vì nó đủ chuyện giống như chú nói vậy đó. Trên mạng cũng là không thể tưởng tượng được. Đúng rồi. Rồi anh có nhà riêng, tiêu có đả khả năng mua nhà riêng không, rồi thì hiện anh có mấy căn nhà mới, nói trời ơi Đúng đúng không. rồi. Thì chú xem chương trình của tụi cháu lâu chưa? Mới xem trước mùng 2 tháng 9 mấy ngày đây này. Thì Thế là chú có thấy số điện thoại chương gọi ngay định, nhưng mà chủ nhật vừa rồi là có 2 3 ngày vừa rồi có khách, cho nên là không đi được. Hôm nay gọi điện thoại là đi đấy. Chú thấy chương trình tụi cháu làm việc sao? Thì tức là đến rồi có đăng ký này rồi thì phải, phải tức là nó quy củ mà tin tưởng được, cho nên mới đến. Rồi, À, cảm ơn chú đã tin tưởng. phải tin tưởng được rồi. Hai là quy củ đấy, chú trên mạng 5 năm trời chứ không ít đâu, mà trời ơi đất hỡi lắm, có khi còn chưa biết mặt mũi rồi cả, Có nghĩa là chưa chưa tìm tiếng nói chung nào được cả. có khi còn chưa gặp mặt đấy chứ.
chứ đã biết mặt mũi làm sao đâu mà em đang nợ 500 triệu với 600 triệu với này. Yeah. Anh có mấy cái nhà mới này giấy thì không nên không ấy. Rồi hiện nay chú ở trên thành phố Hồ Chí Minh là chú đang sống bằng nghề gì chú? Chú hiện nay chú về hưu. Về hưu. Ờ, chú về hưu thôi chứ còn thì khu cũng không làm thêm gì cả. Mình chú thực ra là cũng thật thà hiền lắm chứ không năng động gì cả đâu. Yeah. Ừ. Chú về hưu bây giờ tiền hưu của mình cũng là cái tiền hưu thì không cao nhưng mà cũng đủ mua gạo mua muối mới mua gà để đun ngày ba bữa. Nói thế để ấy là đấy chứ tôi không cao. Yeah. Mà chú thực ra là chỉ được cái thật thà thôi, hiền hiền vậy thôi chứ còn không năng động lắm cho nên cuộc sống nó cũng ở quận 12 là nhà của mình luôn hay nhà trọ chứ? Đúng rồi, nhà chú và chỗ chú thì cũng mấy chục năm đấy, bây giờ cũng có cái nhà thì cũng mang tên chú rồi, nó nhỏ nhỏ thế thì cũng có chỗ ở nhà nông, có sổ hồi trước mua phải cái đất tranh chấp cho nên là mãi mới làm được sổ, bây giờ cũng có sổ rồi, nó nhỏ nhỏ thì cũng có chỗ ở đấy, bây giờ là ba cha con ở đấy. Bây giờ chú ở với người gái hay người trai? Cả hai đứa đều ở đấy, nó chưa xây dựng gia đình. Cả hai đứa chưa gia đình luôn? Chưa gia đình. Ở chung với chú? Ở chung. Thì các con của chú có đồng thuận cho chú đi tiếm, đi kiếm? Có thằng con trai thì chú không nói, vì nó không hợp. Nó có giờ nói chuyện với mình đâu. Dạ. Nhưng mà con gái thì vẫn nói chuyện thì nó đồng ý. Ok ha. Con có trai nghĩa là đồng ý cho cha mình đi kiếm một cái niềm vui. Tuổi già. Con trai thì nó không hợp, gần như nó không nói chuyện luôn. Nó cũng là một cái buồn đó chứ. Trong buồn cho nên cho nên là mới trước mấy năm trước là có định gì đâu, sau này mới đi tìm nhưng mà dạ. Cho nên là thấy cái kênh của đây này, Mảnh Ghép Yêu Thương này này là uy tín này. Mà hai nữa là đại khái là mình thì làm sao nhỉ? Vừa rồi chú nói cái gì nhỉ? Tin tưởng được nên chú mới xem được khoảng tuần này thôi chứ còn. Dạ. Rồi hôm nay chú đến với chương trình của tụi cháu nè. Chú muốn tìm cái mảnh ghép để đi với chú đến cái quãng đời còn chú lại. Chú thì thế này, chú nói về riêng chú ấy thì chú chỉ được cái là chú hay bị mất tiền lắm đấy, vì chú thật thà. Hay bị lừa tiền cũng vài ba triệu là thường thường. Nhưng mà cho nên thật thà, hay là cũng không năng động. Cho nên là cũng tìm một người nào nó cũng những người nào mà giỏi giang ấy, làm ăn được ấy, thì họ không chấp nhận mình. Ngày xưa chú là chú về hưu chú bên quân đội hay không? Không, chú bên dân sự chứ. Chú bên dân sự chứ không phải bên quân đội. Bên dân sự thôi. Bên dân sự thôi. Nhưng mà tìm những người nào mà họ cũng chỉ tầm tầm như mình thôi, tức là người ta về mình là mình không làm không gánh nặng cho mình. Vì mình cũng không có đủ khả năng nuôi người ta mà người ta cũng không cần người ta nuôi mình. Cái tiền lương hưu vậy là tạm đủ sống rồi. Nhà nông chứ còn không nghĩ chuyện đi du lịch gọi kia. Đấy. Thế là còn hai nữa là độ tuổi, tức là về hiền hiền vậy thôi. Còn đại khái là về là không làm gánh nặng cho nhau. Anh làm rồi anh đủ sống, cái lương của anh là đủ sống hay là tôi. Tức là nếu mà có điều kiện mà người ta về hưu ấy, thì cũng được. Còn nếu mà chứ còn nếu mà người ta đã buôn bán mà giỏi thì chắc. Cái độ tuổi chú muốn cả bao nhiêu? Độ tuổi thì chú thế này. Từ năm bằng tuổi chú cho đến về sau. Có nghĩa là chú 65. Chú 65, tức là bằng 6 năm hoặc có thể thêm 1 2 tuổi cũng được. Nhưng mà nó phải có cái hơi cái đặc biệt tí. Còn nhỏ hơn thì không được. Không, nhỏ hơn thì cũng được chứ. Nhỏ đến năm 1970. Tức là nhưng kiêng những tuổi này này, kiêng năm 1960. Từ năm 3 tuổi cho lên. 70 là 54. Ừ, đấy, từ trở lên cho đến năm 57. Nhưng mà kiêng cái tuổi sinh năm 1960. Vì vợ chú Trương hồi trước sinh năm 60 nên là thực ra thì cũng không làm sao cả, nhưng mà thỉnh thoảng nói ra sâu óc lắm. Có nghĩa là chú cũng phong thủy về tuổi ha. Tuổi sinh năm 60 là một, với tuổi sinh năm 64. Rồi. Sinh năm 60 tuổi thìn mà, thìn tuất mà cho nên là với sinh năm 60 thì chú thấy ở trước là vợ chú tuổi 60 cho nên là thỉnh thoảng nó không làm gì cả nhưng mà nói những câu sâu óc lắm. Rồi chú có cần cái cô đó phải có công an việc làm ổn định, có nhà có cửa gì không? À thế này, nhà thì tức là công an việc làm thì chú nói là cái kiểu là cũng nuôi được người cô ấy, tức là không làm gánh nặng cho chú mà chú cũng không làm gánh nặng cho cô ấy. Tức là không đến mức độ. Đúng rồi. Có nghĩa là ý chú muốn là mình góp gạo. Rồi, không chung. Để không giàu quá mình không thích mà nghèo quá thì mình cũng không nuôi được. Có nghĩa là có thể hai bên có thể là tự nuôi lấy bản thân. Đúng rồi. Chứ không không bị giống như là bị chi phối vào một bên.
chăm sóc lẫn nhau là cái lúc về già. Có nghĩa là mọi bên này cũng tự lo được, bên mình cũng tự lo được, nhưng mà đến với nhau để chăm sóc cái tuổi già với nhau thôi. Ý chú muốn vậy đúng không? Đúng rồi, chứ giàu quá là cũng người ta không chấp nhận mình. Mình hiền hiền mà để nghèo thì người ta không chấp nhận đâu. Cho nên là không dám với xàm gì rồi. Cả bây giờ nếu cô đó cũng có khả năng nuôi được cổ, trời, chú thì cũng có khả năng nuôi là tự lo cho chú được. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ cổ không có nhà về chung với chú được không? Thế này, nhà thì thế này thì phải chấp nhận là con chú nó không hợp chú, thằng con trai nó không hợp. Dạ. Thì cũng được, không sao. Thì nhưng mà giờ, liệu có ổn để mà cô đó về ở với chú không? Về được. Thì bây giờ nó không hợp thì bây giờ phải chịu nó một tí. Thì nó bây giờ bố nó còn đang cương quý bố nên là cái người kia. Nhiều khi bố nó chịu được, nhưng mà cái cô, ví dụ như mẹ kế về rồi chịu không nổi rồi sao? Không. Lúc đó chú sẽ trí thì sao? Đấy, nó khó hớt, khó tính, cái thằng khó tính. Cho nên là chú nên nghĩ mỗi cái chuyện này thôi. Thì biết, con biết. Con biết là giữa bố con chú nó không hòa hợp. Không hòa, đúng rồi, đúng không ạ? Thì chú có thể chịu đựng được. Chú có thể vì con mình hơi kệ nó được. Nhưng mà mẹ kế lỡ có chịu đựng được hay không? Rồi lúc đó chú xử trí thì sao? Cho nên là cái người ấy là phải trên cơ nó mới trị được nó. Tức đó, là cái tuổi phải trị được tuổi nó. Có nghĩa là chú phải kiếm cái tuổi là phải phong thủy. Phải ví dụ như cái người mà sinh năm 68 thì trị được nó. Hay 60 thì trị được nó. Hoặc là 64 hoặc là 62, 63 là trị được. Ủa mà tại sao chú lại có thể quả quyết là cái tuổi đó có thể trị được nó? Thằng ấy nó chú theo thực ra là nó khó tính thôi. Chứ không phải là nó chỉ khó tính với chú thôi. Nó có khó tính giống chú không? Không, nó khó tính lắm. Khó chú hơn đâu, nữa hả? Chú đâu dễ tính lắm. Chú dễ hả? Người ta trông với nó là người ta biết là khó. Ôi mà rồi. Sao chú dễ mà nó lại khó ta? Không biết nó tính là đầu tính là nó trông. Có nghĩa là cái này chắc câu nói của ông bà xưa mình nói đúng ha. Cha mẹ sinh con trời sanh tánh. Người ta trông thế nào là biết là khó tính rồi. Nước qua biết là thằng này. Và chú là quê gốc của mình là ở đâu chú? Chú quê gốc ở ngoài Nam Định. Nam Định. Cứ nghe tiếng nói rồi con. Bây giờ ở Nam Định ngoài đó mình còn bà con thân thuộc. Ngoài kia còn có bà chị gái. Bà chị gái bà lấy chồng ngoài ấy. Thì năm nay chị 8 mấy rồi. Chú vào Nam này bao lâu? Chú vào Nam này mới được hơn 20 năm. 20 năm. 2001. 2001. Là lúc đó chú định cư tại quận 12 tới giờ luôn. Đúng rồi. 2001 mới mua đất. Mua đất ở quận 12. Quận 12 rồi sau nó mới làm nhà rồi bắt đầu mới chuyển gia đình vào. Có nghĩa là cô trước khi mất hồi xưa là cô cũng quê ở góc ngoài Nam Định luôn. Nam Định. Cũng quê quê. Rồi bây giờ chú muốn tìm cái ý chung nhân của mình là người miền Bắc hay là người miền Nam? Không. Không ấy, cứ hiền hiền là được. Cứ hiền là được. Không bao biệt vùng miền. Vùng nào cũng được ha. Vùng nào cũng được. Không hạn chế. Đúng người rồi. Nào chỗ nào cũng có người cái đúng rồi. Kia, tình yêu mình không phân biệt vùng miền. Không có vùng miền, cứ hiền hiền là được. Đúng rồi. Hiền hiền nó mới hợp chứ. Cái người giữ là người ta giỏi thì người ta không chấp nhận chú. Miễn sao thương chú ha. Chú chỉ thích nói chuyện vui thôi chứ không ngày xưa người ta nói là về già ấy là khi chấn điệu khi cụ cờ, khi xem hoan khi chờ trăng lên. Bây giờ thì không có điều kiện như vậy thì thôi thì cũng xem thời sự thì là chia sẻ ngập lụt gì đấy thì bão lũ ở đâu đấy thì nói chuyện cho nó vui vẻ thôi chứ mà. Rồi bây giờ mình chú cháu mình trả lời cái chuyện trọng tâm chút xíu đi. Cô đó không ở nhà nè, bây giờ không, nếu mà cổ về đó cô không chịu nổi con của chú không, thì bây thuận, giờ thỏa thuận chứ cái chứ bây giờ thỏa thuận bây giờ cô chú chú giải quyết sao? Bây giờ cô muốn đi ra ngoài ở, không muốn ở đó nữa, chú có đi theo ra ngoài không? Được, đi được. Đi thuê nhưng nhà trọ ở? Không, đi nhà trọ thì tiền đâu đi thuê nhà trọ, xem sao cái đã, cái từ ấy phải xem. Chứ bây giờ, nhưng mà ý chứ bây giờ ở không, trong nhà chú không được, thì bây giờ ở đâu bây giờ, cổ không có nhà. Bây giờ chú còn nhà nào khác nữa không? Chú tiết lộ đi, chú còn nhà nào không? Còn cái nhà nào ở tòa nhà Long Mắt không? có cái có luôn à? Đó thấy chưa, bây giờ tiết lộ là còn nữa nè, là chú còn của chèm đâu nữa chú nói đi. Không, của chèm không có, nhưng có cái nhà đang trên Củ Chi. Củ Chi hả? Nó không phải là nhà. Nó không phải là nhà mà nó chỉ có mỗi cái tường trước tường sau rồi người ta độc tôn lên thôi. Có nghĩa là chỗ đó chú cho đang cho thuê hay gì? Đó thì có thể hai ông bà về đó mình dựng lên một cái
một cái chòi hay gì đó thì hai ông bà định cư ở đấy cũng im mà. Thì không biết nó có sẵn rồi mà, chứ đâu có phải là ấy. Đúng rồi. Có sẵn, nó chỉ tường hai bên chưa có, nhận không? Thì về mình làm vách thôi. Mình làm vách tôn cũng được. Người ta đang ấy luôn, người ta đang ở đây mà. Ờ, chú đang cho thuê hả? Ờ. Thì vậy là nãy giờ nói chuyện ha, tới giờ mới té ra được cái nhà đó là cái nhà thứ hai nè. Cái nhà ấy thì gọi là nó vớ vẩn lắm, gọi là nhà thôi nhưng mà nhưng mà có vẫn hơn không. Ừ, thì tới ở cũng được. Có vẫn hơn không chú. Nhưng ở thì ở, nhưng mà chú vẫn phải quay về đằng kia vì dỗ chạp lễ Tết thì bàn thờ đấy nó cũng phải về. Ừ. Tôi bố tôi mẹ thì phải quay về kia cái nước ấy chứ đâu có phải ở đằng kia đấy. Dạ. Đại khái hai cái nhà cách nhau khoảng 13 cây. Rồi chú xem một tuần nay ở trên kênh Mảnh Ghép Yêu Thương của tụi cháu nè. À, chú có chấm được cái cô nào trên đó không? Có chấm một cô nhưng mà quên mất tên rồi. Cô người Hà Tĩnh, sinh năm 67, cũng ở quận 12 luôn. Nguyễn Thị Hiền Lương. À đúng rồi, Nguyễn Thị. Cô Nguyễn Thị Hiền Lương, cũng ở quận 12 luôn, quê Hà Tĩnh. Cũng ở quận 12 luôn, mà sinh năm 67. Đúng rồi. Mà có hai đứa con, cũng một trai một gái. Hai đứa con. Thằng con trai đang đi bộ đội. Cô chấm, chú chấm được cô đó. Có nghĩa là... Chưa chắc đã được. Thì đúng rồi. Thì cái đó làm cái mình ấn tượng thôi. Ấn tượng thôi. Mình nói chỉ mình nói cái từ ấn tượng thôi chứ không phải là chấm. Đúng rồi, đúng rồi. Chưa chắc gì mình chấm người ta mà người ta chấm nó mình. Đúng rồi, cho nên mình chỉ là ấn tượng thôi. Không dám có nghĩa là mình không mình coi nếu mình công bố mình nói vậy thì mình sẽ bị hẹp cửa. Các cô khác sẽ đến nữa rất là nhiều. Rồi bây giờ chú có ấn tượng với cái cô Hiền Lương. Đúng rồi. Thì bây giờ như thế này, chương trình sau khi phát sóng hình ảnh của chú lên mạng xã hội, bây giờ cái điều trước tiên mà muốn phát sóng video này lên mạng xã hội, chú có cho phép Mảnh Ghép Yêu Thương của tụi cháu sử dụng hình ảnh của chú đăng lên mạng xã hội hay không? Có chứ. Có ha. Có chứ, mới đến đây chứ không gì. Ok. Là mọi thắc mắc khiếu nại sau này kêu chương trình tụi cháu tháo dỡ bỏ hay là xói là không được chú ha. Rồi trong cái có là nào trái pháp luật đâu mà nó. Dạ. Rồi rồi khi tụi cháu đăng cái video này lên nè, tụi cháu sẽ gửi cái đường link cho cô Nguyễn Thị Hiền Lương xem là có chú như vậy đó. Thì chị có đồng ý không? Nếu đồng ý thì chương trình sẽ gọi chú báo kết quả tin vui cho chú và mời chú và chị đến với chương trình một lần nữa. Chú có sẵn sàng đến không? Đến chứ, đến được. Dạ. Rồi ngoài ra thì chú có muốn để chương trình tìm cho chú một cái mảnh ghép phù hợp không? Hay là chú tự quyết? Nếu được thì tốt. Hay là chú tự quyết? Không không, nếu được thì tốt chứ việc gì rồi mình tìm ấy lắm. Nhưng sợ người ta lại chê mình thôi chứ còn gì. Chú không chê vùng nào miền nào cũng được, nghe không? Bắc Trung Nam đều được hết. Bây giờ để chú có thể để khoảng thời gian từ từ để chương trình tìm cái mảnh ghép thích hợp cho chú không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đấy thì nên là vậy, thì vậy thì tốt quá. Chủ yếu là vậy ha. Đúng rồi. Chú tin tưởng ha. Chú tin tưởng chứ. Đúng rồi. Thì tụi cháu sẽ... Hai nữa là... cháu đi tiếp xúc nhiều, nó có nhiều cái ấy hay hơn ấy. Chú thì là nói vui vui vậy thôi. Không? Thì nếu mà chú tin tưởng thì chú cũng đừng có gấp. Tại vì cái tuổi của mình chịu đựng nó cũng đã nhiều rồi. Thì thời gian đâu có như dài 3 tháng nó cũng đâu có là đúng dài. Rồi, đúng rồi, không sao. Đâu có gấp gáp gì đâu, mình đâu phải còn nhỏ đâu chú ha. Thì để tụi cháu, chương trình tụi cháu sẽ cố gắng tìm một cái mảnh ghép rất là phù hợp, ghép nói cho cô chú đến với nhau để mình cùng chung giống như là mình san sẻ những cái niềm vui nỗi buồn ở cái tuổi già. Hai nữa nè, cái mảnh ghép ấy là muốn hay không muốn cũng phải có con đấy nhá. Cái mảnh ghép với chú ấy là cũng phải có con đấy nó mới vui chú thích. Cái này ngộ ha, không phải độc thân đâu nhá. Cái này là chú lại muốn có giống như là có thêm một người con nữa hả? Không, ví dụ như cái cô ấy con có thể lớn đi lấy chồng lấy vợ rồi nhưng cũng phải có con. Nó sẽ vui ha, nó sẽ vui. Vậy Tết lễ về gặp nhau này, rồi hai ông bà già nhìn nhau chán bỏ bố thay cái gì thì nó sẽ vui hơn chú ha. Rồi giống như là con cháu mình tụ họp về những ngày Tết ngày lễ rồi ha, là đùa
vui hoặc là cầu nhau nó cũng được. Rồi rồi rồi, ok. Mắng nhau một tí cũng được. Rồi, rất là thoáng, chú rất là... Vậy nó mới ấy chứ. Đúng trời rồi, ơi, đúng về rồi. Hai người già nhìn nhau suốt ngày thì... Đấy nó vậy. Rồi. Tức là cái đứa nó có thể đi vợ nó chồng rồi nhưng mà... lễ Tết gặp nhau thì... Dạ. Yeah. Rồi bây giờ... chú còn cần cái gì nữa không? Chú cần cần nói thêm gì để cho thôi, các vậy cô... thôi, chỉ vậy thôi, cái mình là yêu cầu người như vậy không nhận không? Ừ. Tính tình mình như vậy, nhận không? Rồi điều kiện hoàn cảnh như vậy là mình bục bạch hết rồi. Ok. Không được gì dạ. Cả. Vậy là ok rồi ha. Ừ, ok rồi. Dạ. Ừ. Vậy thì thôi chú cháu mình rút ngắn ha. À. Kết thúc chương trình chú ha. À, thế chú vậy giờ chương trình tụi cháu cũng cảm ơn mảnh ghép yêu thương. Dạ. Nhận không? Rồi thì mong là sẽ nếu mà ấy thì tìm được chú một cái mảnh ghép nó phù hợp. Dạ, tụi cháu cũng rất là cảm ơn chú đã tin tưởng chương trình mảnh ghép yêu thương để đến đây tìm cái nửa mảnh ghép còn lại cho mình. Tụi cháu cũng sẽ cố gắng cầu chúc cho chú sớm ngày đạt được cái sở nguyện của mình. Trước khi kết thúc chương trình thì mảnh ghép yêu thương cũng gửi lời chào chúc cầu chúc cho quý vị khán giả và các bạn được thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công thật nhiều trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn mảnh ghép yêu thương và mong là mảnh ghép yêu thương càng ngày càng phát triển và mang lại nhiều niềm vui cho mọi người. Dạ, cảm ơn chú.